Sáng ngày 23 tháng 8 tại làng văn hóa dân tộc Cao Lan, thôn Động Sơn, xã Trần Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ủy ban dân huyện Yên Sơn tổ chức khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Dự khai mạc có các đồng chí Âu Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh; Mai Đức Thông, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập báo Tuyên Quang; các đồng chí lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, lãnh đạo Đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Lãnh đạo huyện Yên Sơn có các đồng chí Nguyễn Hữu Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Lê Quang Toàn, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc huyện. Các nội dung thi đấu trong Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm 2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 2024, với sự tham gia của gần 300 vận động viên đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh, tranh tài ở các môn bóng chuyền hơi, việt giã, đẩy gậy, tung còn, kéo co và đua mảng ngóc. Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm 2024 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trong chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, động viên khích lệ nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia tập luyện, thi đấu thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ hội để các vận động viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thi đấu cọ sát, giao lưu học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kiến thức trong tập luyện, thi đấu và bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc. Đây cũng là dịp để các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa, sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh đến với nhân dân, du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh ngày càng phát triển. Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm 2024, được tổ chức tại Làng Văn hóa Dân tộc Cao Lan, thôn Động Sơn, xã Trần Sơn, huyện Yên Sơn, là hoạt động mở đầu trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng chương trình liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và lễ hội Thành Tuyên năm 2024.